cái chỗ mà cái chỗ mà số mình chạy chị Mùi, cái chị mà dân tộc chạy cái nhiều ghê, mình chạy chỉ có 5 số phít gì mà ok kìa, quay bút ba keo kìa. Uh-huh. Rồi mắc rồi, mắc góc rồi, chị phải lội ra chút xíu nữa, nó chị chạy trên bờ đó chị Cá Tì. Nó nằm trong bờ không à? Tâm thì chắc này vô trong cỏ rồi đúng không? Ôi đó, mắc góc hả, phải gỡ chứ bà đừng nghĩ nghĩ cách chạy luôn. Ủa cá đuối ngon lắm mà sao không lấy? Thằng này cái chua tôm nó khống nè, thấy chưa? Khống ở trong bờ luôn mà. Thế hả? Sáng giờ được nhiều cho chị Mùi. Không, cho coi coi. Trời ơi, có tôm nó khống nè ông nội mẹ ơi. Ê. Ê, kìa dẫn lên. Lúc mà bà đừng có đi ra nữa. Trời ơi, chết rồi. Chết mẹ tôm. Đâu có tôm nó nhảy ở ngoài chứ không phải trong này chứ kìa. Chào cả nhà. Hôm nay ngày nghỉ hai vợ chồng ra ngoài bãi biển đi chạy tiếp. Kìa trên đó có kìa chị Diễm. Bác gái thì đi không được đâu. Được nhiều chứ. Đó nó giờ chạy được mấy chài nhiêu đây. Dạ. Anh Hiếu với chị Cà Tì chạy nhiều nha. Chị Diễm lội không? Lội sau lưng em. Em chào cả nhà em. Đi chị Diễm. Đi không? Lội sau lưng em nè. Bác gái lội không được đâu. Bác gái lội nước nó tràn vô á. Ngày nghỉ thì nhiều người ra ngoài bãi biển này chạy tôm. Lúc này là mùa tôm.
Ngay đây là ngay cái bậc này nha chị Diễm. Ok ok. Chị cầm ít đồ thôi chị Diễm. Qua bản khó đi lắm, cầm ít đồ thôi. Hồi lội quay về. Cẩn thận nha, ngay đó là ngay cái bậc á. Ừ, đi xuống từ từ á. Đó. Coi chừng chị té đó nha, chị té cái chị. Đó, cẩn thận á, ở trước là nó là cái bậc á. Coi chừng hụt chân cái chị té nằm đó luôn á. Được không? Lội theo được không? Lội theo đường nào quá? Thì lội theo em nè, đi theo em đi, đi qua đây mới đi được chứ chị băng ngang đó sâu lắm. Cái điện thoại có bóp tiền không có cầm theo được đâu. Ủa, nó hụt sâu quá vậy sự. Ừ thì mới xuống thì vậy đó. Qua máy trái đó. Được không? Qua đường nào đi theo em hả? Ừ. Đi theo chỗ sầu nè. Trời ơi. Nó. Nói sao nó khổ dữ ta. Lâu lâu đi ngâm nước biển rồi cho khỏe chứ. Vui ha. Được không? Được, ok. Nói chung cũng phải tập chứ sao. Dạ, yeah, phải lội luôn chứ. Lội theo em hả? Hay sao? Hướng nào? Có nhiều không chế? Trời ơi. Cái anh cho nó anh chạy vô con cá đuối bự chảng luôn kìa. Có ai lấy cái đuối không? Chắc có thể anh không lấy đâu. Đó con cá đuối bự lắm. Chạy nó quay đi. Yeah. Hello chị. Yeah, chạy tôm. Quá rồi. Nhiều không? Nhiều. Ở trên đây nhiều không chị? Nhiều. Trời ơi, ổng té một cái mà tôm à. Trời ơi, con cá đuối nó bự coi kìa. Trời ơi, con cá đuối. Sao không chạy? À hả? Mệt rồi, bữa nay bệnh rồi. Chị là nhường cho chạy phải không? Ờ, à, nhường cho chị chạy á. Ôi, anh cho nó dính con cá đuối, con cá đuối rất bự. Ngồi lên quay cá đuối đó. Cái chỗ mà cái chỗ mà số mình chạy chị Mùi. Ừ. Cái chị mà dân tộc chạy cá nhiều ghê. Mình chạy chỉ có 5 6 feet gì mà. Ok kìa. Quay bút bao keo kìa. Uh-huh. Rồi mất rồi, mất gốc rồi. Chị phải lội ra chút xíu nữa cái đó, chị chạy trên bờ đó chị cá tì. Nó nằm chút bờ không à. Ừ. Uh-huh. Tôm thì chắc này vô trong cỏ rồi đúng không? Ôi ơi ơi. Đó. Có cá hả? Phải gỡ chứ bà đừng nghĩ nghĩ cách chạy luôn. Cá đuối đâu hiểu ơi. Ủa cá đuối ngon lắm mà sao không lấy? Thôi nè, cái chua tôm nó khống nè, thấy chưa? Ừ. Nó khống ở trong bờ luôn mà. Thế hả? Sáng giờ được nhiều vô chi Mùi. Dạ. Không, cho coi cái. Trời ơi, có tôm nó khống nè ông nội mẹ ơi. Ê ê ê. Ê kìa, giỡn lên lúc rồi bà đừng có đi ra nữa. Trời ơi chết rồi, chết mẹ tôm. Đâu có tôm nó nhảy ở ngoài chứ không phải trong này chứ kìa. Bà kéo bà giục cái chai chỗ này xuống. Trời ơi nè, đó sớm giờ anh Hiếu chạy được nhiêu đây nè. Mẹ rồi, tôm nó nằm ngay chỗ này. Ông Hiếu ơi. Tôm nằm ngay góc này nhiều nè. Nè cầm đi chị. Chú đó nữa chạy có không? Yeah. Mệt không chị Cathy? Không có mệt, tôm có tôm là không có mệt. Có tôm là có mệt luôn thấy chưa? Đẹp vui không? Kìa, tôm nó ốc kìa. Nó gấu này nè, phụ cái Mùi ơi. Tao nhìn nãy nó bị... Trời ơi, đi chạy tôm mà bắt con sợ theo quá dũng lớn nè. Ồ, tôm nhảy tưng tửng luôn ngoài luôn nè chị Mùi. Ồ, sao chắc này nó vô trong bãi này nhiều chứ vậy? Ồ, đây nè. Ôi, đây nè. Ồ, sao mà nó vô ngay chỗ cỏ này không nè chị Mùi? Đây nè, nhóc luôn nè. Bà kéo. Bà dục chỗ này nè, bà kéo. Trời ơi, nó còn gói đây nè, dục một thủy. Hiếu lại mà, dụ lại chạy. Đây nè, bà Mùi, bà coi tôi đi, chị Mùi, chị Công đi nè, nó. Đi, nó, thấy không? Đây nè. Ơ cái gâu nó nè. Ơ đây nè, thấy không? Cầm vô dính luôn nữa không? Thấy không? Đi chỗ đó mà dừng sụp nữa đó. Quăng cái chai đổ tự coi.
Không, quăng đây là dướng á. Chị quăng ra ngoài này nè, đứng ra ngoài này chút xíu nè chị coi thử. Ừ đúng rồi, ngay đó được rồi đó, hơi chơi coi chừng ở té dưới á. Nó. Ờ vậy em ơi, coi thử giỡn có không? Nó kẹt à. Vui không? Đấy chỉ chạy nhiều mà. Kìa đó chỉ chạy kìa, chút ngúng nhóc kìa. Chị đi ra ngoài, chị quơ quơ cái chân ra ngoài, chị gà cái chân chị trước rồi chị hả bước rồi để chị bị sụp. Thôi thí dụ vậy xả đi chị. Nắm lên thôi để cách chân chạy. Nó nắm cái nào, cái nắm cái miếng vàng á, nắm cái miếng vàng á. Được không? Chị... Ê, cậu tôi đưa luôn rồi. Chạy, chạy không thấy dính tôm mà dính chị mùi em rồi đó chị coi bì. À. Chị em cuối tuần ra đây đi chạy vui không? Hình như là nó vô thì sao á. À, con, mấy con. Linh Đào thấy mẹ là đi vũa neo nè, rồi đi chạy tôm nữa nha. Nó sủi chân rồi. Té mới sủi chân à. Bây giờ ông đứng đây. Kìa đem đồ ăn lên luôn kìa. Ông quăng chỗ trời đó. Không có ăn đâu. Ông quăng chỗ cái bằng dự á. Ông quăng đâu xa chứ. Nó mới cục lên vũ rồi. Dính cái chó ra. Con thấy chạy chạy đã đó có không? Có. Kìa tiếp tế đồ ăn nè đó. Rồi. Bánh nè. Thương đó. Chị Diễm chưa đó. Bánh nè, trứng. Ai làm gì làm chị Diễm là đi cung cấp đồ ăn nè, cho đó. Cam nè. Nước cam nè. Trứng luộc nè. Rồi sao mà hai vậy? Có luộc trứng sẵn đem theo nữa hả? Rồi luộc luộc sẵn. Đừng đừng lội, đứng ở chỗ đó đi nghe, đừng lội ra nữa đúng không? Dạ. Luộc trứng cho mọi người. Đừng lội nữa nha, đừng lội, coi chừng té ra ngoài á. Té đó, ba bị sụp hành rồi. Ba bị sụp hành. Anh chạy chạy đó dám nhiều anh Hiếu. Ồ, okay, okay. Ồ, chạy có Hiếu nhiều nè. Đúng không? Có nhiều nè. Bữa nay như tôm nhỏ anh Hiếu ơi. Đúng rồi, tôm này về làm ăn tép ngon á. Đừng lội lội xuống liền. Thì ngay cái chỗ đó ông quát nãy người ta chạy nhóc chứ là không khó không. Dạ. Yeah. Chạy này chạy này nhiều nè chị mùi. Chạy này nhiều nè. Dạ. Không. Chạy này 20 con luôn. Chắc này như tôm vô mé. Nó rồi. Nó rồi nó nước cam không? Việt Kiều Mỹ đi chài ăn trứng thấy khổ không hả? À? Thấy ổng cười ổng vui vẻ mà khổ vậy không biết nè. Thôi ăn uống nước gì đi hả chài tiếp. Giải lao đi. Đâu chạy cái cho nó ngon lành coi. Chạy sắc mấy ngon đó anh Hiếu. Ồ ồ nó búng kìa anh Hiếu. Ôi cái này chạy này tôm bự nè. Thôi chạy này tôm bự không nè. Ô quá rồi. Nó dướng hả? Sát lại. À hả? Ồ chạy đó búng nhiều ghê anh Hiếu. Ồ ồ. Anh nắm cọng dây anh Hiếu. Ôi ôi chài này nhiều. Hả? Chài này nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Ôi ôi chài này nhiều nè.
Ôi chạy chạy này nhiều ghê đó luôn anh Hiếu. Ôi chạy này nhiều mà tấm bự không. Thấy chưa? Thấy ham chưa? Ôi một chai một nè. Ôi ngay đây tôm nhiều ghê nè. Ồ cái chài đó bác chài cũng được đó. Sony ơi, Sony. Nhiều không? Sony ơi, Sony. Ôi trời. Nó cũng búng nhiều đó anh Hiếu. Đây đó, đây đây đây, đi học đây. Đó rồi. Ôi chài này cũng nhiều nè anh Hiếu. Trời ơi, tôi thấy nó lội lên một bọc mà. Ở chị này chạy cũng nhiều nè. How good today? How good today? Good. Giỏi ghê chưa chị này? À, not too much. Not too much. Ồ, chạy này nhiều nè anh. Rồi, tháo rồi, tháo rồi. Đổ ra đi, đổ tôm nó ra đi, mới biết tôm này nhiêu. Con hả? Đổ tôm nó ra đi. Đó, cô kéo đi có rau rồi. Cái này chắc cỡ 30 con. Đi. Ở trời đó cũng nhiều á chị Ta Thiệt. Giấc mơ của Mỹ là đi không dư vặn cái gì để chặt tôm. Trong tầng thì đi vô neo, cuối tầng thì đi chài tôm. Người ta chài giỏi, người ta chài tròn, mình chài dở, mình chài méo. Người ta nói là chài méo gì bắt chài tròn bắt cá, chài méo bắt tôm á chị. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Tròn bắt cá, méo bắt tôm đúng không chị Mùi? Sẽ mới sợ hả? Ai mà coi phim trừ bể bụng có không? Có không? Chèm méo bắt tôm mà. Nó giờ như nó vô sát mé không anh Hiếu? Có. Ồ, này. Má ngon lần cành lào nha. Vậy hả? Ừ, 20-30 con á. Ồ, có mấy con bự anh Hiếu. Nương nương nó ra. Ừ, cũng này khoảng 20-30 con á. Ngon á, trà này ngon á. Chưa? Cái chài của anh Hiếu hơi cao hơi dài quá ha. Chài này 10 feet. Ồ, chài này nhiều quá anh Hiếu ơi. Dạ. Anh Hiếu xuống đây sớm không? Trời ơi, tôi vừa xuống cái là con Diễm nó bị sụp đường luôn đó. À, chạy xe mắc lầy nãy hả? Ừ. Rồi đi đứng nó luôn. Dạ. Cái này chạy ngon làm cành bào ạ. Này anh chạy qua đây đi em cầm thao cho.
Ngày đó được không anh Hiếu? Nãy anh mới chạy đây không? Thấy có bún gì không? Đó, chạy lên đó, đó, chạy lên. Nó lên cạnh đó. Nhiều không? Cùng mấy cái này quay phim phải có. Cái này nó nghĩ go 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 go. Giống như thời cao điểm phải không? Bữa nay cũng có nhưng mà ít thôi. Nhưng mà em nghĩ một hồi khi mà nước cạn ra đó thì nó sẽ nhiều lắm á. Nhưng hồi chút xíu nước cạn ra em chài thôi. Thường anh em hay cuối tuần bắt đầu cái đi ra ngoài để đi chài. Vừa tập thể dục mà vừa có đồ thiên nhiên hả anh Hiếu hả? Đúng rồi. Hả? Vừa tập thể dục khỏe mà vừa có đồ thiên nhiên nữa mà. Ồ, anh Hiếu lúc mà chạy tròn hu luôn á anh Hiếu. Chạy đẹp luôn á. Nó bún lên không? Thôi chạy ra chứ ít rồi anh ơi. Thôi xả đi. À hả. Tôi cũng lo chị. Bác chạy bác phải nắm con dây rút đúng không? Chứ bác chạy mà cho bác không rút dây thì nó ra hết trơn à. Ờ được mấy con? Được con à. Đó, mày kỷ niệm với cha đi chài nha chị Diễm. À, khi mà kéo lên á chỉ cho bác chị mồi. Kỷ niệm chị Diễm đi chạy tôm với cha nè. Rồi vui chị Diễm ha. Khỏe đi. Ừ, khỏe chứ. Hiếm được có cái thời gian như vậy đúng không? À, bên Mỹ được bao nhiêu người biết đi chạy tôm ra biển như vậy đây? Rồi ra chạy thử cho bác con cái luôn đi. Nó bị lúng á chị coi này. Bé hoài vậy lâu tôm lôi lên không nổi rồi bị tôm lôi chứ lại té luôn rồi nè đó. Tao kéo lên coi.
chị đi ra chút xíu nữa chị Diễm, để chị dướng cái mấy bờ. Ừ đó, cứ cái chân lần lần ra vậy đó. Không. Chắc tranh thủ giật về chỗ của mấy người Nam Mỹ trà anh Hiếu ơi. À hả? Em mệt, bữa nay em cũng đâu chạy nổi đâu. Chạy tròn bắt cá, chạy méo bắt tôm mà chị Cathy là chỉ chạy méo bắt tôm thôi. Đó kìa kìa, hồi chưa hồi bún nhóc luôn chị Cathy, chạy chạy không tròn mà nhiều ghê luôn anh Hiếu. Ồ. Cái chị Cathy bác chạy chai thì Diễm chài cũng được mà chài hơi xa ngoài nên không có tôm. Vừa đi lụm tôm mà vừa phải chỉ cho ông bác không chài đó, không biết chài mà đi chỉ chài đi. Chị ca tì chỉ chài đâu có tròn đâu, Hiếu bằng cái bằng tròn mà chỉ chài sắt mé mà dính nhóc ra kìa. Có không chị Cathy? Có, được 5 mấy con hả? Ôi sao mà giỏi quá trời đi không biết nữa. Vũ neo cũng giỏi mà đi chài tôm cũng giỏi hơn người ta nữa nè. Đó. Linda xem nè nha, mẹ hôm nay mẹ đi chài tôm nè. Té lụi chùi lụi chùi lụi. Nói vậy đi tập thể dục vậy khỏe là chị Cathy ơi. Hôm bữa nay em mệt rồi không có chài nổi, không theo nổi nữa, chắc em về sớm á. Thôi em về trước nha. Về trước nha chị, về trước đại ca ơi, bye nha. Có không? Có mà. Dạ. Thôi em về trước chị Diễm ơi. Dạ em về trước nha. Bác con về bác ơi. Dạ con về nha, bye bye nha. Dạ. Trời cũng có nhiều. Thôi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mà video có hay á, nhớ cho một like với một cái đăng ký cho kênh của mình phát triển nha các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha cả nhà. Bye bye.